Hộp thư bạn nghe đài. Hộp thư bạn nghe đài. Thưa quý vị, mở đầu chuyên mục hộp thư bạn nghe đài hôm nay, Đài Phát thanh Long An xin mời quý vị theo dõi nội dung trả lời thư của các bạn xem đài sau đây. Thư anh Giang Chí sĩ ngụ tại xã Nhị Thành, huyện Thủ Thừa, tỉnh Long An thư anh Trần Giang Kiên, ngụ tại xã Long Hậu, huyện Cần Đước, tỉnh Long An, thư anh Trần Trọng Đan, ngụ tại xã Lương Quà, huyện Bến Lức, tỉnh Long An, thư anh Phạm Giang Sa, ngụ tại xã Bình Quà Tây, huyện Mộc Quá, tỉnh Long An, thư của công ty trách nhiệm hữu hạn La Mã, tỉnh Long An. Anh Giang Chiến Sĩ, ngụ tại xã Nhị Thành, quyền Thủ Thừa ký nghị Ngành giao thông vận tải nên lắp đèn chiếu sáng cho các tuyến đường dân sinh dọc đường cao tốc Sài Gòn Trung Lương, anh Giang chí sĩ thân mến, Sở Giao thông Vận tải tỉnh Long An trả lời như sau: Hiện nay, nguồn vốn sự nghiệp giao thông năm 2016 tỉnh giao cho Sở Giao thông Vận tải tỉnh Long An rất hạn hẹp, chỉ đủ để trả nợ cho các công trình đã có quyết định phê duyệt quyết toán và công trình đang lập hồ sơ quyết toán thuộc nguồn vốn sự nghiệp giao thông năm 2014, năm 2015 và duy tu sửa chữa tạm thời đã đảm bảo an toàn giao thông trên các tuyến đường trên địa bàn tỉnh năm 2016, không có kinh phí để đầu tư xây dựng các công trình mới. Do đó, để đảm bảo an ninh trật tự và an toàn giao thông tuyến đường dân sinh dọc đường cao tốc Sài Gòn-Trung Lương, đoạn qua địa phận tỉnh Đông An, sở giao thông vận tải tỉnh long an sẽ tổ chức khảo sát và trình ủy ban nhân dân tỉnh để xin chủ trương ưu tiên đầu tư lắp đèn chiếu sáng tại các đoạn tuyến nguy hiểm mất an toàn giao thông và ý trả lời cùng anh Anh Trần Giang Kiên, ngụ tại xã Long Hậu, huyện Cần Duộc hỏi về kết quả thẩm định báo cáo đánh giá tác động môi trường của chi nhánh công ty thủy sản Lê Thành do Ban Quản lý Khu Kinh tế Long An tổ chức vào tháng 8 năm 2016 vừa qua. Anh Trần Giang Kiên thân mến, Ban Quản lý Khu Kinh tế tỉnh Long An trả lời như sau. Vào ngày 19 tháng 8 năm 2016, Ban Quản lý Khu Kinh tế tỉnh Long An tổ chức họp hội đồng thẩm định báo cáo đánh giá tác động môi trường với sự tham gia của các ủy viên hội đồng là đại diện các sở ngành có liên quan, cùng với ủy viên phản biện là Phó Giáo sư Tiến sĩ Phùng Chí Sĩ, Giám đốc Trung tâm Công nghệ Môi trường Entec và Tiến sĩ Phan Thu Nga, Giám đốc Trung tâm Kỹ thuật Tài nguyên Môi trường và Biển RES để thẩm định báo cáo đánh giá tác động môi trường của các dự án trong khu công nghiệp. Trong đó có hợp thẩm định báo cáo đánh giá tác động môi trường của dự án nhà máy chế biến thủy sản công suất 500 tấn sản phẩm một năm và chế biến thức ăn chăn nuôi công suất 180 tấn sản phẩm một năm do chi nhánh công ty thủy sản Lê Thành đầu tư tại lô B3A, đường số 8, khu công nghiệp Long Hậu mở rộng, xã Long Hậu, huyện Cần Duột, tỉnh Long An. Kết quả thẩm định có 8 trên 8 phiếu đánh giá của Ủy viên Hội đồng là đồng ý thông qua báo cáo, nhưng phải chỉnh sửa bổ sung theo các ý kiến đóng góp của các Ủy viên trong Hội đồng. giải ý trả lời cùng anh. Anh Trần Trọng Đan, ngụ tại xã Lương Hòa, quyện Bến Lức hỏi vì sao bản án sơ thẩm xét xử tranh chấp quyền sử dụng đất lại bị viện kiểm sát nhân dân tỉnh Long An thông báo rút kinh nghiệm nhằm nâng cao kỹ năng kiểm sát giải quyết vụ việc dân sự vì tòa án cấp phúc thẩm đã quỷ án sơ thẩm. Anh Trần Trọng đang thân mến, viện kiểm sát nhân dân tỉnh Long An trả lời như sau. Vụ án tranh chấp quyền sử dụng đất giữa nguyên đơn là Lê Thị Góp với các bị đơn Nguyễn Thị Mạnh, Nguyễn Thị Phe, Nguyễn Văn Tươi, Nguyễn Văn Lợi, Nguyễn Văn Chui. Nội dung vụ án Bà góp khởi kiện yêu cầu các bị đơn là các ông bà Mành, Vui, Tươi, Phe, Lợi trả lại lối đi diện tích 197,4m2 thuộc một phần thử số 282 của bà góp. Các bị đơn không đồng ý vì cho rằng lối đi này do cha của bà góp thỏa thuận cho cha mẹ của các bị đơn sử dụng làm lối đi chung từ trước đến nay. Tòa án cấp sơ thẩm qua xác minh lấy lời khai của ông Phạm Ngọc Ấn là trưởng ấp khai Lối đi tranh chấp là của cha bà Góp để lại cho gia đình các bị đơn đi chung do trước đây các bị đơn không có lối đi riêng ra đường công cộng. Năm 2006, bà Góp đồng ý hiến đất ngang 2m, chiều dài khoảng trên 90m về hướng đông, này trở thành con đường đá chiều ngang mặt đường là 4m. Căn cứ vào lời khai của ông ấn, tòa án cấp sơ thẩm đã xác định bà Góp đã hiến đất làm đường công cộng, nên tuyên bác yêu cầu khởi kiện của bà Góp về việc buộc các ông bà mành phe vui lợi tươi phải trả lại lối đi có diện tích là 197,4 mét vuông. Về chứng cứ, tòa án cấp sơ thẩm chưa thu thập đầy đủ chứng cứ, dẫn đến việc giải quyết nội dung vụ án chưa đảm bảo khách quan toàn diện. Tòa án cấp phúc thẩm đã thu thập thêm chứng cứ kết quả đã xác định phần lối đi tranh chấp là thuộc phần đất của ông Lùng, cha của bà Góp về tố tụng, ngày 25 tháng 12 năm 2014, bà Cớp có đơn khởi kiện yêu cầu các ông bà Mạnh, Vui, Tươi, Phe, Lợi trả lại lối đi diện tích 197,4 m2. Lý do khởi kiện, bà Cớp cho rằng lối đi diện tích 197,4 m2 thuộc một phần thửa đất số 282 của cha bà để lại cho bà. Lẽ ra, tòa án cấp sơ thẩm phải xác định rõ yêu cầu khởi kiện của bà góp, từ đó đưa Ủy ban nhân dân quyện tham gia tố tụng trong vụ án để xem xét việc cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất cho bà góp. Đối với thửa 282 thì mới giải quyết toàn diện triệt để vụ án. Do đó, để đảm bảo cho vụ án được giải quyết theo đúng quy định pháp luật, tòa án cấp phúc thẩm đã quỷ bản án sơ thẩm, giao hồ sơ về tòa án cấp sơ thẩm giải quyết lại vụ án. Giải ý trả lời cùng anh. Anh Phạm Giang Sa, ngụ tại xã Bình Hòa Tây, quyền Mộc Quá hỏi, nhà nước có những giải pháp gì để giải quyết sự kiện xảy ra tại cột mốc số 202 và 203 do đảng cứu quy dân tộc của Campuchia gây ra? anh Phạm Văn Sa thân mến, Sở Ngoại vụ tỉnh Long An trả lời như sau. Do hai bên duy trì tốt mối quan hệ hữu nghị truyền thống tốt đẹp đã cùng nhau phối hợp giải quyết những vụ việc làm bất ổn khu vực biên giới. Điển hình như sự kiện xảy ra tại cột mốc số 202 và 203 do đảng cứu quy dân tộc đối lập của Campuchia tạo cớ. Vụ việc đã được lãnh đạo tỉnh ủy, ủy ban nhân dân tỉnh Long An xin ý kiến chỉ đạo từ Trung ương, đặc biệt là từ Bộ Ngoại giao để có biện pháp xử lý cụ thể. Bên cạnh đó, thông qua mối quan hệ láng giềng tốt đẹp, lãnh đạo hai tỉnh đã gặp nhau, bàn bạc đưa ra hướng giải quyết, xử lý tình huống đúng chủ trương mà chính phủ hai nước đã đề ra, tránh không để xảy ra xô xát, xung đột, không sử dụng lực lượng vũ trang, kiên trì giải thích bằng biện pháp hòa bình thiện chí với phương châm láng giềng tốt đẹp, hữu nghị truyền thống, hợp tác toàn diện, bền vững lâu dài kiên quyết không để các thế lực thù địch lợi dụng vấn đề biên giới làm xấu đi mối quan hệ truyền thống hữu nghị tốt đẹp, vốn có mà hai đảng, hai nhà nước và nhân dân hai nước đã dày công xây đắp lên. Giải ý trả lời cùng anh. Công ty trách nhiệm hữu hạn La Mã hỏi như sau, công ty dự định nhập mặt hàng đường trắng tinh luyện từ Brazil về Long An để làm nguyên liệu sản xuất mặt hàng theo loại hình sản xuất xuất khẩu. Vậy cho hỏi trường hợp này, công ty có được ưu đãi thuế nhập khẩu không và thế xuất áp dụng khi nhập khẩu là bao nhiêu? Công ty trách nhiệm hữu hạn Nam Mã Thân Mến, Cục Hải quan tỉnh Long An trả lời như sau. Căn cứ điểm C khoảng 3 điều năm, thông tư số 04 ngày 27 tháng 1 năm 2014 của Bộ Công Thương. Số lượng, khối lượng, trị giá các mặt hàng thuộc danh mục hàng hóa áp dụng hạn ngạch thuế quan nhập khẩu để sản xuất hàng xuất khẩu, gia công hàng xuất khẩu, không tính vào lượng hạn ngạch thuế quan hàng năm do Bộ Công Thương công bố. Như vậy, việc nhập khẩu đường các loại để sản xuất hàng hóa xuất khẩu không cần phải xin giấy phép nhập khẩu theo hạn ngạch thuế quan do Bộ Công Thương cấp. Thủ tục nhập khẩu được thực hiện theo quy định hiện hành đối với nguyên liệu nhập khẩu để sản xuất hàng xuất khẩu. Đề nghị công ty tham khảo quy định tại thông tư số 38 ngày 25 tháng 3 năm 2015 của Bộ Tài chính. Thuế nhập khẩu đối với mặt hàng đường được thực hiện theo quy định tại thông tư số 182 ngày 16 tháng 11 năm 2015 của Bộ Tài chính. Cụ thể, thuế suất thuế nhập khẩu đối với mặt hàng đường trắng tinh luyện là 40%. Theo quy định tại Điều 5, thông tư số 04 ngày 27 tháng 1 năm 2014, mặt hàng đường tinh luyện, đường thô, mã số HS1701 thuộc danh mục hàng hóa nhập khẩu theo hàng ngạch thuế quan. Do đó, công ty nhập khẩu về làm nguyên liệu sản xuất ra sản phẩm xuất khẩu, phải xuất khẩu hết theo loại hình sản xuất xuất khẩu. Nếu tiêu thụ nguyên liệu và sản phẩm ở thị trường trong nước, công ty sẽ phải nộp thuế theo thuế suất thuế nhập khẩu ngoài hạn ngạch quy định tại thông tư số 111 ngày 4 tháng 7 năm 2012 của Bộ Tài chính. Cục Hải quan tỉnh Long An có ý kiến trao đổi như trên để công ty tham khảo. Quý thính giả thân mến, chung một hợp thư bạn nghe đài của đài phát thanh Long An đến đây xin tạm dừng. Xin cảm ơn quý vị đã dành thời gian theo dõi. Xin hẹn gặp lại ở chuyên đề kỳ sau. Thân ái chào tạm biệt.